Và đây là cái kính Oliver People đầu tiên của mình. Chào mọi người, thì đây là lần đầu tiên mình ngồi trước ống kính máy ảnh để mà mình nói chuyện. Thì có một chuyện khá là buồn cười là trước đây mình có cơ hội mình đứng trước nhiều người, mình phát biểu, mình thuyết trình, hay thậm chí là mình đứng lớp luôn rồi. Thì mình nghĩ là cái việc chỉ có mình với cái camera ở đây thì nó có gì đâu mà khó, có gì đâu mà phải lo, phải sợ. Cái việc tương tác với camera nó còn khá là mới lạ đối với mình. Và thú thật luôn là mình quay đi quay lại cái clip này chắc cũng cả tuần nay rồi. Và đến hôm nay mình mới cảm thấy nó đủ đàng hoàng, nó đủ chỉnh chu để mà mình dám mình đăng lên trên YouTube. Và đây cũng là cái video đầu tiên mà mình sẽ đăng lên trên kênh YouTube của mình ha. Thì mình chia sẻ một xíu luôn cái lý do mà tại sao mình bắt đầu mình làm YouTube. Gần đây thì mình có một cái đam mê mới, đó là mắt kính. Thì đối với mình á, mắt kính nó không còn là một cái công cụ để mình đeo lên mình nhìn thấy cho nó rõ nữa. Mà mắt kính nó giống như là một cái fashion item nha, một cái phụ kiện thời trang mình đeo lên để mình trông nó phong cách hơn, trông nó có gu hơn. Ví dụ như là mình thích một cái style nó mạnh mẽ, cool ngầu xã hội đen thì mình đeo cái kính này. Hay là mình thích cái style nó thư sinh, nó thanh lịch một xíu thì mình đeo cái kính kia. Thông qua YouTube mình muốn chia sẻ cái đam mê mình đến với mọi người. Mình nghĩ ở Việt Nam chắc cũng chưa có nhiều người làm về mắt kính này đâu. Cái nữa là giống như mình muốn khoe với mọi người là những cái kính mình có vậy đó. Mình mua kính nhiều đến mức có thể gọi là đeo không hết luôn. Bây giờ mình chuyển qua mình chơi kính luôn rồi chứ không còn gọi là đeo kính nữa. Ok, và nhân cái dịp gọi là khai trương cái kênh YouTube của mình thì mình cũng sẽ làm một cái điều gì đó hơi đặc biệt một xíu á. Mình sẽ review một xíu về cái kính đến từ một cái thương hiệu mình rất là yêu thích. Thương hiệu Oliver People. Và chia sẻ luôn, đây cũng là cái kính Oliver People đầu tiên của mình. Và nó đây. Đây là cái kính Oliver People. Cái model của nó có tên là Gregory Peck. Thì cái model này lấy cảm hứng trực tiếp từ một cái bác diễn viên cùng tên luôn. Bác đó tên là Gregory Peck luôn. Và Oliver People là một cái thương hiệu làm kính có thể nói là cũng khá là nổi tiếng ở nước Mỹ. Và nếu mọi người để ý kỹ một xíu á, trong phim Hollywood á, các sao Hollywood họ đeo kính của thương hiệu này rất là nhiều. Thì có một diễn viên mà mình rất là thần tượng, ảnh đóng cái phim đó, anh đeo cái kính của Oliver People nè. Xong cái mình thấy anh đeo đẹp trai quá, cái bắt đầu mình tìm hiểu, mình nghiên cứu. Rồi xong mình chết mê chết mệt với cái thương hiệu này luôn. Lúc đó nha, kiểu như mình mong muốn mình được sở hữu cái kính của thương hiệu này. Kiểu như mình đeo lên chắc nó sướng, nó đã lắm vậy đó. Rồi thì duyên cũng tới thôi. Và đây trên tay mình là cái kính Oliver People đầu tiên của mình, model Gregory Peck. Và đây là trọn bộ trọn đời bên em, cái hộp mà nhà bán họ gửi cho mình. Khác với những cái kính thông thường khác thì khi mình mua kính nó chỉ có một cái hộp bảo quản, hộp đựng kính thôi. Thì những cái hãng kính lớn họ làm cả một cái hộp bự gì luôn nè, giống như là mình mua giày nó có cái box vậy đó. Thì đây là cái box của kính. Và phần bên ngoài của cái hộp thì ở đây người ta có cái tem nè. Cái tem này thì người ta ghi cái thông tin như là mã số của kính nè, người ta in hình cái kính luôn nè, rồi mã vạch được các kiểu. Nhưng mà phần này nó không quan trọng đâu, mình cho qua luôn ha. Và đây mới là cái hộp chính nè. Thì trên hộp chính người ta có in cái tên của cái kính luôn nè, Gregory Peck. Tên này khá khó đọc ha, mình phải tập đi tập lại nhiều lần, mình bị lẹo lưỡi, mình tập đi tập lại nhiều lần mình mới đọc rõ được như vậy ha. Ở dưới thì người ta có in tên của thương hiệu nè. Thì mọi người nhìn cái phông chữ của Oliver People nè, nó rất là sang và nó rất là sắc sảo ha. Thì y như cái cách họ làm kính vậy đó. Họ làm kính cái nào nó cũng nhìn nó cũng sang, nó cũng sắc sảo, nó cũng bén y chang vậy đó. Rồi bây giờ mình khui cái hộp này ra thì bên trong mới là cái hộp mà mình đựng kính, cái hộp mà mình bảo quản kính hàng ngày nè. Thì cũng có tên thương hiệu luôn, rất là đẹp ha. Cứng cáp lắm mọi người. Ngoài cái kính ra thì người ta còn có cho mình thêm một cái số giấy tờ, sổ sách các kiểu. Đây là cái card nè, cái card cũng ghi tên cái kính nè, Gregory Peck nè. Rồi tên thương hiệu Oliver People. Có cái khăn lau rất là xịn luôn, cũng có tên của thương hiệu ở trên này luôn. Thì riêng cái khăn này mình sẽ để dành lại ha, tại vì mình cũng có nhiều khăn để mình vệ sinh mình lau kính ha. Còn cái này đồ hiếm, đồ quý cho nên là mình sẽ để dành ha.
Ở đây người ta có cho mình thêm một cái tấm hình nữa, tấm hình của bác Gregory Peck. Đây là tấm hình mà bác vào cái vai diễn ông luật sư Atticus Finch trong cái phim To Kill a Mockingbird, giết con chim nhại á mọi người. Thì cái phim này là một cái phim kinh điển, một cái tác phẩm kinh điển của nước Mỹ. Nhưng mà rất tiếc là mình chưa có cơ hội mình xem qua hay là mình đọc cái tác phẩm này ha. Thì Oliver People họ thấy bác Gregory Peck trong cái phim này bác đeo cái kính quá là đẹp trai đi, cho nên họ mới lấy cảm hứng trực tiếp từ cái kính bác đeo. Họ design, họ thiết kế ra một cái kính để mà ai đeo lên cũng phải đẹp trai như bác vậy đó. Cũng một chín một mười với bác Gregory Peck đúng không? Ok, và bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái phần chi tiết của cái kính. Tại sao nó lại đắt sắc ra miếng? Tại sao phải là Oliver People mà không phải là một cái hãng nào khác? Thì cái kính này thuộc cái style Boston. Boston là cái kính tròn, nhưng mà ở phần dưới của cái gọng kính thì nó hơi bầu bầu một xíu, nó hơi oval một xíu chứ không phải nó tròn quay luôn. Cái mẫu mình đang đeo là màu Coco Polo. Thì mình có tìm hiểu trên mạng thì mình cũng không dịch được cái nghĩa Coco Polo là gì, mình chỉ biết nó là một cái loại gỗ thôi. Thì cái kính này nhìn trực diện từ đằng trước thì mọi người có thể nghĩ là nó mọc đen, nhưng mà phải xoay qua bên hông thì mọi người mới có thể thấy được là họ làm cái kính này rất là đẹp, ở cái chỗ là họ giả cái vân gỗ nó y chang vậy đó. Nó cũng có vân các kiểu nè, màu gỗ. Thì đó mới là sơ sơ về cái shape kính và cái màu kính. Cái mình thích ở Oliver People đó là cái detail, cái chi tiết. Họ làm chi tiết có thể nói là rất là kỹ, rất là hoàn hảo. Thì mọi người có thể thấy nè, trên cái càng kính nè, thì trong cái càng kính có một cái khung thép, cái khung này gọi là core wire. Thì trên cái khung thép hãng họ khắc cả logo thương hiệu trên cái khung này luôn. Mặc dù mọi người có thể thấy là cái càng nó rất là nhỏ, nhưng mà họ khắc rất là chi tiết, rất là sắc sảo ha. Bên trong cái càng kính thì họ có ghi một số thông tin, ví dụ như là cái mã số của cái kính nè, cái tên của cái kính nè, Gregory Peck nè, 47-23-150 là cái size của cái kính. Thì trước mắt mọi người chỉ cần biết cái kính này size 47 thôi là ok rồi. Bên này thì người ta có ghi cái tên của thương hiệu nè, Oliver Peoples. Thì chữ People này nó có S ha, nhưng mà mình đọc cho tiện miệng thì mình hay bỏ chữ S đi. Rồi LA Los Angeles nè. Và cả logo của thương hiệu họ cũng khắc lên trên này luôn. Mình đặc biệt mình rất là thích cái logo của Oliver People ha. Ba cái kính nè, cái kính tròn tròn, cái kính tam giác mắt mèo, cái kính vuông vuông chữ nhật. Một cái điểm rất là đắt giá luôn nè, ở cái đuôi của càng kính thì họ có làm một cái logo chìm nè, làm chìm vô bên trong. Và mình soi kỹ cái logo này mới thấy được cái tay nghề làm kính của họ rất là cao ha. Một cái chi tiết nhỏ xíu vậy thôi á, mà họ đầu tư họ làm rất là kỹ. Và cái này có thể gọi là cái authenticity check đó mọi người. Kiểu như là mình nhìn vô là mình biết của Oliver People họ làm, chứ không có chỗ nào mà họ làm fake mà làm được cái chi tiết logo nó hoàn hảo như vậy. Cái style Boston này nó khá là dễ đeo, mình có thể dùng nó, mình đeo hàng ngày, mình đi làm, mình đi chơi, mình đi học, hay mình có thể mình ăn mặc cho nó chỉnh chu lịch sự xíu, mình đeo nó mình đi tiệc rất là hợp luôn. Và bản thân mình là một người mặc denim rất là nhiều, thấy không? Thì cái phong cách của mình nó gọi là nó hơi bụi bặm một xíu, nhưng mà mình đeo cái này có thể gọi là hàng ngày luôn á. Mình đeo cái này cũng được 4-5 tháng nay rồi. Và những cái kính của Oliver People á, mình có thể dùng một cái từ là ăn mặc kiểu như là rất là bắt mặt, rất là dính mặt luôn á. Mình đeo cái nào vô nó cũng hợp, đeo cái nào vô nó cũng đã chứ. Mười đếm. Ok, và sơ sơ cái video đầu tiên trên kênh YouTube của mình nó chỉ gọn gàng như vậy thôi. Và nếu mọi người để ý kỹ thì bây giờ mình đẹp trai hơn ở đầu clip rồi đúng không? Ok, và cảm ơn mọi người đã xem video của mình từ đầu cho tới bây giờ. Và nếu thương mình thì cho mình một lượt subscribe, một lượt like, một lượt comment, một lượt chia sẻ, một lượt bật thông báo, một lượt gì gì đó. Mình sẽ rất biết ơn ha, và bye bye. Đúng chưa?